Giờ là bắt tay là chuẩn bị mở công rồi các bác. Công này chưa mở, nó hơi tối. Đang mở công các bác ạ. Ở trên này thì có 3 cây, 3 cây lim ở trên này. Chiều cao của nó từ đây lên trên kia là hình như 2m4, rộng là 2m2. Một xe ta xe cẩu này không biết có xuống được không. Đây. Ủa, cây này tròn nha. Lấy cái thước. Anh Phu ơi, lấy kiểu cái thước anh Phu. Còn chỗ kia có một khoang nữa nhưng mà hết hết tải. Ba cây này là nó 24 khối rồi các bác. 24 khối. À, được, cây này to phết rồi. Chắc đầu này là gốc à. Được 1m2, 1m18 này. Chỗ này sẽ được mặt 1 mét rồi này. Sẽ nếu mà chiều thuận của nó được mặt 1 mét đẹp rồi. Cây này cây bé. Cây này bé thứ nhì, cây này bé nhất. Cây này được 1m6. Cây này to nhất. Mong là có cây này thành công là bao nhiêu đây? Bao nhiêu? Cũng 1m1 à? Vậy lấy 1m đẹp không biết lấy được không? Lấy bao nhiêu? Mét 7. Mét 6. May ra thì lấy được sập 1m, khả năng rác nó đây. Cây này. À đây, cây này rác mỏng đến đây này. Cây này rác nó chỉ có phân mấy thôi. 2 phân rác, mét này có đẹp không? Tim của nó có đẹp không? Như cây này khả năng tim đẹp này. Cây này khả năng tim đẹp. Có một con đỉa đây thôi. Cây này có đây một con nữa này. Cây này khả năng không đẹp được. Cây này tiềm năng à? Cây này cũng được, nó tròn. Cây này cũng tròn, may thì xẻ được 1m. Đây các bác, xe bắt đầu chạy ra để cẩu ra. Hiện tại là mới có, hiện tại là 5 giờ sáng các bác. Xe nó đi ra đấy, ra dê vào chỉ hiện tại. Còn 28. 27. Đâu, ý là ngay đấy 27 chứ thực ra là 28 á, nó tính cái đoạn lóp cái vô 28 á. Nó 28. 26 vậy. 28 23. Không lọt lòng 27 mà, nó trừ có 10 phân mới. Cái này sẽ cây to đấy chứ. Sẽ được một cây bé mà kia nữa mình được. Đâu, công đâu quá tải đâu. Công làm sao mà quá tải được. Tải nó 29 tấn nữa. Ủa, con 40 mà được 29 một xíu. Không có, nó có một cái để cái chữ tải đâu rồi ạ. Nó nằm đâu á? Công nó 29. Dè vào để chuẩn bị rút. Giờ bắt đầu dè vào. Dè sát vào để rút luôn các bác. Bắt đầu là lùi cong này các bác. Lùi cong lại để cho nó đủ. Lùi sát đây. Mấy giây à? Cậu nói là cậu được 8 tấn các bác. Tiếp tục là dê sát cái này luôn các bác. Tiếp tục là dê sát luôn. Bây giờ sẽ kéo cái đống này lên cái thùng xe nâng. Xong rồi xe nâng và xe cẩu mỗi xe nâng
kéo lên tung xe cẩu, sau đó xe nâng với xe cẩu cùng nhau gánh xong đưa xuống các bác ạ. Cây này thì một cây nặng trung bình đâu đấy khoảng 10 tấn. 8 khối. Cái cây to nhất là 8 khối đó. Ồ, cây to nhất là 8 khối 3. 8 khối 3. Dài 8m1. Về đi, về đi, chậm ơi. Nữa đi, chú, nữa đi. Đây. Đúng, quá vừa đẹp luôn. Thật, bạn tài này siêu. À, cây dưới này to nhất này. Cái đầu này khúc này bé nhất. Khúc kia đẹp tròn. Khúc này cũng đẹp nhưng mà cái tim chỗ kia chưa chắc. Khúc này cũng được, tim đẹp. Anh Phú ơi, nhìn cái móc xích chưa? Ba sợi, mỗi sợi 10 tấn thì nó được 30. Nhưng mà nếu mà mình lấy một sợi 30 thì nó rất là vất vả. Nhưng mà ba sợi thì nó rất là khỏe, nhẹ và nó vẫn đạt được hiệu quả. Và nó thậm chí nó còn chắc hơn. Đang kéo ra đây các bác này. Các bác nhìn thấy ở trên đầu cây có ghi cái thương hiệu xe Fit chưa các bác? Cái cây chỗ kia nó phình phình ra. Ê, đi đi. Ở đây các bác này, ở đầu cây này các bác nhìn thấy cái thương hiệu xe Fit chưa các bác? Đấy, thương hiệu xe Fit đấy là một trong những thương hiệu là top đầu về chất gỗ xịn và ngon. Để mà các bác có thể sử dụng ứng dụng để làm công trình, làm nội thất hay làm ngoại thất, làm nhà thì gỗ lim xanh là dòng gỗ ngon nhất. Nếu mà các bác dùng được lim xanh Thanh Hóa, lim Quảng Bình thì rất là tốt. Hoặc lim Lào thì là tốt hơn nữa. Tuy nhiên rằng cái sự đa dạng thì nó không có nhiều như lim xanh và giá cả thì nó quá cao so với lim xanh. Và nó khan hiếm nên là các bác cây xấu dùng xấu, cây đẹp dùng đẹp. Còn lim xanh của Nam Phi này thì các bác lựa chọn toàn cây đẹp, bởi vì nó đa dạng và nó nhiều. Đặc biệt là chất xe Fit này thì nếu bác nào mà làm kinh nghiệm lâu năm rồi nó đẹp. Tuy nhiên rằng sẽ hầu hết nếu mà các bác đi đặt những cây cơ, những anh em hoặc là những người hoặc là một vài anh em, Sơn không biết là ai, tuy nhiên rằng vẫn có nhiều anh em họ sẽ không bao giờ tư vấn cho mình biết rõ được là cái chất xe Fit nó là chất tốt. Bởi vì chất này nó sẽ đắt hơn so với lim thông thường, có khi đến 4 giá các bác ạ, 4 giá hoặc 3 giá. Bởi vì đây là cái thương hiệu gỗ lim nó top đầu về độ bền, về độ đẹp và về độ giác của cây nó mỏng. Tất cả tỷ lệ cong vênh cong ngót thấp hơn dòng gỗ lim Tali thông thường rất là nhiều luôn. Nên là dòng này nó đắt tiền các bác ạ. Có thương hiệu đóng lên trên đầu cây như thế kia. Đấy, dòng xe Fit chuyền cưa ra là các bác sẽ biết. Giờ kéo cái cây này nó ra để nằm lên cái bờ thùng xe này trước các bác. Xong tí nữa mình lấy xe nâng mình gánh xuống hai cây. Cây nó lên khối gần khối rưỡi.
À gần khối giữa 2 năm. Gần khối 250. Gần tấn 250. Rất là thẳng luôn, các bác nhìn thấy không? Thẳng đét luôn. Cây này là xẻ rất là lợi gỗ luôn này các bác này. Sẳng và tròn, cây này là đẹp quá. Đây là cái vỏ cây các bác này. Các bác lên thùng công các bác ơi. Lên nóc công. Đây là cái cây lim này là nếu bác nào mà muốn làm sofa K3 thì liên hệ với anh em Sơn này. Với cả là các bác muốn tự mua về xẻ nguyên cả cái cây này được, hay là nguyên cả cái công này, hay là các bác mà muốn làm nhà gỗ để làm cột không ôm tâm này thì có thể lấy cái cây này rồi mua về tự xẻ thành sập, thành K3, thành bàn của các bác. Ok em thật ơi. Đấy. Mua đây ngay cái vỏ là nâng được rồi. Nâng được chứ gì đâu. Đây là luôn. Nhìn ở đây thì nó thẳng nhưng mà lên trên nó cong. Đây là cái cây lim này. Vỏ của cây lim này các bác thấy chưa? Nó sẽ có cái chỗ đỏ đỏ này. Sơn là thường nhận biết cái chỗ đỏ đỏ này. Nhưng mà coi chừng là giống cây bơ. Các bác, cây bơ nó giống như này này. Cây bơ nó cũng vỏ của cây bơ cũng gần giống như này luôn. Đó. Đấy. Tới á, tới cho nó rơi luôn anh. Đâu, cái này biết sao không? Cái này, lấy cái này níu đầu kia. À đúng rồi, như này đúng rồi. Được, như này được. Được, như này được. Hay đấy, cái này hay đấy. Khiêng, cái này khiêng. Được rồi. À từ cho. Tới nữa đi. Từ từ. Chưa được. Rồi. Ok. Bắt vào ấy. Nâng chưa? Nâng chưa? Không lên nổi. Em đã đưa em đang lấy rồi. Giờ anh lấy đầu ra đây, lấy ra đây 5 vòng. Được thế luôn. Không lấy ra nào cũng thể không, thì nó đang gánh ở lực đây nữa này. Đang gánh lực ở đây nữa này. Không khổ rồi. Nếu mà nó gánh ở đây thì nó lên 7 tấn rồi. Bây giờ xe chạy tới. Hỏng chưa? Chưa, để nó tới một đoạn nữa. Không hỏng được đâu, hỏng xe nó không chịu được. Hỏng rồi. Hỏng chưa? Hỏng rồi, chạy tới là được. Chạy tới một mét nữa đây. Nếu mà hỏng rồi bây giờ cứ quấn rồi đưa xe nâng không phải là được. Không, nó lật ra sao? Không lật nữa. Không lật được đâu. Xe nâng này nó thiết kế không lật nữa. Bạn cắt cái xe này đang hỏng rồi đó. Đang là không lật đâu. Coi máy là máy này rút lúi nữa. Tí nữa nếu mà tí nữa để cái này nó hở ra một đoạn nữa chắc dễ hơn. Đúng rồi. Nó cũng lật hết rồi. Nó gánh này nó vẫn đổ lực hơn về đây. Cái đoạn đầu nó nâng lên nó nặng một tí thôi. Nhưng mà nó khi mà nâng lên phát lực nó sẽ dồn về đằng dưới cuối này anh. Cho nó nằm hẳn đi anh hai ơi, cho nó nằm xuống, nằm này đây. Rồi.
Từ 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 giữ yên nhá. Không có lăng đâu. Tới tới sâu một tí. Rồi được rồi, hết rồi. Rồi. Đăng lên đi. Thôi được rồi, kệ nó đi, cho nó xuống đây đã. Cứ cho nó ra nó xuống đi đã. Rồi, quá đẹp, có thước. Thước đâu nhỉ, thước đâu nhỉ? Thì kìa lấy cái thước kìa. Rồi. Giờ bắt đầu gieo vào xác ra luôn các bác. Rồi, nó xác này không? Càng xác càng tốt. Vì cái tùng xe là nó đường nó tầng là 6 mét, 6, 7 mét rồi. Lực mà nó ra quả tùng xe là nó hơi yếu. Ok, bây giờ các bác cùng xem là cẩu như thế nào nha các bác. Rồi, vừa thôi, lên đây. Ga vào, nâng là ga vào. Ga nhẹ thôi. Rồi, chêm vào. Chêm vào xa cái cần tía rồi. Đâu có đâu, xe đây, xe nâng mà xe nhích đâu. Không được. Xe mình nó bà xe ke xe đẩy đâu. Xe mình sẽ nâng thôi. Nó không cách nào đi qua được hết á. Từ khi là từ bên kia kìa. Đây các bác. Sau một lúc này bây giờ bắt đầu nâng lên tiếp. Khúc thứ hai. Khúc thứ hai là bắt đầu xuống à. Kéo cũng giống như khúc thứ nhất vậy. Nhưng bây giờ là hiện tại là cũng 6 7 giờ sáng rồi, 6 giờ sáng rồi sao á. Bụng mình bắt đầu ló vàng rồi. Có máy ảnh chụp chưa? Trời bắt đầu mưa. Bây giờ chuẩn bị đến khúc thứ hai là sẽ kéo ra các bác này. Đấy, khúc đầu thì xuống đơn giản hơn. Khúc hai thì không biết là nó có khó khăn hơn nhiều không. Nhưng mà em thấy nghĩ là nó cũng không quá khó đâu. Nãy thì xe nâng là nâng lên rồi. Để nó nêm và có cái thế nó kéo ra. Đấy. Càng phết thì đấy sẽ càng. Nhìn căng phết đấy. Khúc này nó dễ hơn ạ. Kéo ở dưới. Dễ hơn đúng không? Nó có độ trơn hơn. Mặt nó có độ trơn hơn. Khúc ở trên là nãy nó ma sát với ba cây nó chụm lại. Cái này lại con nùng nữa rồi. Toàn. Đấy. Bước cái đầu xuống. Bước cái đầu rút ra lại. Bước đầu xuống. Tính ra cái U này là thành cái chỗ để móc dễ chứ nhỉ. Cái chân này cũng hay phết nhà, chân này nó để chéo này luôn. Hai là chết.
Bùi Văn Hùng ơi. To lắm. Vướng rồi, vướng rồi. Nó đâu có lỗ đâu, dưới này không có lỗ. Không có lỗ nữa, hết rồi. Đầu trên đây cũng không có luôn rồi. Không có. Nó thẳng rồi mà, cái đoạn này nó thẳng mà. Mời các bác à, cây này có nu này. Cái này rất là nguy hiểm luôn rồi các bác. Xẻ ra mà nó bị lỗ trong này rất là bình thường luôn. Khả năng lỗ đó, có cái bọng trong này là rất là cao. Tại giờ bắt đầu nhấc lên cho xe cong nó ra. Bác không xem nhé. Đấy, rất là căng luôn nha các bác. Đấy, cái cây nó rung luôn nè các bác. Đâu không chạy được rồi. À nó hỏng à. Đấy, giờ bắt đầu cong chạy ra nha các bác. Đấy, rất là nhẹ nhàng luôn. Xe nâng vào. Lái xe nâng ơi. Đây bắt đầu xe nâng vào. Bây giờ xe nâng vào các bác. Ôi. Lùi lại. Lùi lùi lùi. Mắc ơi. Mình lùi rồi mình mới vào chứ. Rồi thế này luôn, vào này, vào sát luôn. Vào sát đi. Vào sát luôn. Rồi, ok, thế là được rồi. Không không có đừng có ra vô cần nữa. Lấy con kia để ngoài. Các bác bắt đầu nâng lên này. Nâng vừa thôi, rồi. Vừa thôi. Rồi đi luôn. Rồi các bác đi luôn. Đi từ từ thôi. Đi. Khoan. Nó trâu chứ tao không đi đâu. Thì đang mắc kìa. Rồi đi tới từ thôi, anh cứ đi từ từ thôi. Đi đánh lái ra hả, đánh lái qua bên em á. Cứ cho nó ra cái đầu cây kia đi. Đấy, kết hợp phải nhẹ nhàng giữa cẩu và xe nâng nha các bác. Không gọi là khó xuống lắm. Ok. Đấy. Rồi đi thẳng đi. Chắc là nó đâu đi được xe đâu rồi, nó đâu đi tới đâu mà. Thì kia nó phải đi chứ, nó đi điều nó mới đi được. Rồi hết rồi. Hết rồi. Xuống rồi, xuống từ. Ôi lúc này ơi. Xuống đi. Rồi. Ngã cơn ra. Thôi, lui. Lên cái mũi. Rồi, được rồi, lui. Ra, bên trái. Ơ, sao nó chạy qua đây? Tào lao. Tài xế này chỉ tăng được thôi. Không, ngược lại. Trời ơi, ông ơi, nãy ông dê ngược rồi, ông cứ cãi. Lên cái này lên luôn nè. Ông xe chú phải chạy ra nữa chứ. Mãi đi luôn. Chưa là. Được rồi, thì mãi phía kia, ngứa ra mày ra mày mãi. Mãi luồn cáp từ nè các bác. Đấy. Các bác sắp ra tới nơi rồi các bác.
Đấy. Các bác thấy không? Ở trong còng kìa. Nó còn khúc rồi. Rồi vào đi. Ok, thắng luôn, thắng luôn, thắng luôn. Thắng luôn. Kê thôi mà. Rồi rồi ok. Lên đi, lên một ký kê thôi. Lên đây. Lên 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 lên. Lấy em cái này đi. Nhanh đi. Kiếm cái gai to to nè anh Phúc, chia vào đây. Kiếm cái cây á. Kiếm một cái miếng nào anh. Kiếm sao? Chim vào đây nè, chim vào đây cho nó kéo ra. Thôi được rồi, từ từ đi. Rồi rồi rồi, từ từ thôi. Lúc vào trong ấy. Giờ chim. Rồi chim vào để cho nó nâng lên được. Còn đây là qua cả một chim chưa? Rồi xuống từ từ đi. Các bác xuống à. Ok, lui xe đi. Qua đây anh. Đấy, mục đích đấy là cho nó vượt qua đây này các bác. Hồi nãy nó, hồi nãy là nó đâm cái đầu xuống đây này. Đấy, nó đâm đầu xuống đây, bây giờ nó vượt qua này các bác. Để nó vượt qua cái thùng lôi. Đấy, lôi lật lôi rất là mạnh luôn các bác. Đấy, chuẩn bị rớt cái cây nữa này. Rồi, sắp rớt rồi, sắp rớt các bác. Cậu lên, 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 lên cần, lên, vào cần, vào cần. Rồi, được rồi. Tiếp tục. Tiếp tục kéo các bác ơi. Sắp xong rồi. Không biết là biết bao nhiêu, 2-3 tiếng đồng hồ mới xuống được 3 khúc cây này các bác. Đây, một cẩu thôi. Vì cái xưởng nó nhỏ quá. Nếu mà bình thường xưởng lớn là 2 cẩu vào là một cậu kéo một cậu nâng là chỉ cần 10 phút là xuống một cây thôi các bác, rất là nhanh. Ngoài cái này rất là hồi hộp luôn đấy anh em. Sơn sập cổ thì không có sợ gì hết, đứng đấy quay phim luôn. Cây này nu không này các bác ơi, ở sau này nu nu cục 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 luôn này các bác. Cái này có cái mắt này các bác, đây cái mắt này khả năng là có lỗ ở trong rồi. Ba cây mà ba cây đều có khả năng là có lỗ ngoài luôn. Ghe đâu mà lửa, lửa dưới kìa. Lấy cái lửa dưới cái phải cãi nó đủ. Ok ok, được rồi rồi, tí nữa làm. Rồi lên, đứng đây. Đừng có lên quá. Thủy lực quá là lúc lên là nó yếu. Mình phải lên lên cho nó ngã cần nó đã. Rồi 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 rồi, để xe ra. Mày vội. Xe cái đi ra đã. Ghe nó mượt mà ghe dưới cái mái nhà rồi. Nó xuống lại rồi anh ơi, cái cây nó ra hết rồi mà anh tàu lao ra đi chú ơi. Chưa nó ra được, hồi nãy nó có tải nó đè cái xe chú, bây giờ nó hết tải nó lên nè. Chú hay vướng. Sao mà vướng được nữa? Sao vướng rồi? Có vướng không? Vướng. Kẹt rồi luôn chứ, xe nó kẹt luôn á. Thích chưa? Lúc đầu là nó có gũa cái xe nó đè cái cong đi xuống này. À không, mà cái cong nó bình thường nó ra vào được mà. Nhà đây vào ra vào được mà. Thì giờ sao nó tuột kia ra chú? Nó có tải ra. Bây giờ lên đẩy cái cây nó lên thôi cho nó đẩy ra được mà. Bây giờ đẩy lên là ra được đúng không? À. Bây giờ đẩy cây lên là cong ra được đúng không? Đi ra được không? Chứ bình thường cái xưởng này cong vào ra vào bình thường mà. Cái cây kia hiện tại thì nó gãy rồi. Thì bây giờ đẩy lên là được mà không có cây gì đẩy nha. Bây giờ phải xe cong mà ra để cái cây đi chứ. Lên 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 xe. Lên đi, nâng lên nâng lên. Không, ý là nâng lên nó đang hỏng kìa. Nó đang hỏng kìa, đúng rồi. Cong là thả xuống chạy xe lên đưa xe này vô. Vô rồi mới ra ngoài được. Dạ. Không có chia lại. Nó chia lại cái nó chạy tới là được rồi. Bây giờ mình đặt cái gai lên kia luôn rồi, rồi chứ sao gì nữa. Thì kia là để kéo vào một tí cho. Cho cong nó xuống các bác à. Cho cong nó lui rồi mà. Chứ hồi nãy nó dính ở kia rồi. Nó dính cái máy rồi, không ra được nữa. Đúng rồi. Đúng rồi, nãy giờ là nó bỏ lên đây mà. Đi tâm sát. Hãy subscribe.
Mình xuống một mình được không? Xuống một mình được không? Cái này nhỏ mà, 6 tấn mấy? Thì là bưng xuống đây này. Cái này để đây. À, bắt đóng cong này các bác. Đóng cong phải gõ rầm rầm thế này này. Không hết gì đâu. Thêm gì vậy? Nói về chú chạy. Giờ này cái bác mình đi làm cho bác rồi. Không, vẫn chưa cao anh ơi, tí nữa. Nó phải ngay cái mặt đây này, ngay vào đây rồi. Công rồi, đi ra rồi các bác ơi. Công đã xong nhiệm vụ đấy. Các bác thợ làm việc rất là chăm chú luôn các bác. Rất là tập trung, hết sức tập trung. Hiện tại thì công thì kẹt luôn rồi. Cây sắp xuống xong rồi mà công vẫn chưa ra được. Ok, bây giờ dùng 2 xích cho nó cân luôn các bác. Cây thì nhẹ, tầm 6 tấn đổ lại thôi các bác. Cây này thì cây nhỏ nhất trong 3 cây. Chưa cân anh ơi, chưa cân đâu. Ra một tí nữa. Bên này nặng lắm, bên này nó có cái u này, nó nặng lắm. Anh phải qua thêm chắc 20 nữa. Nó mới đủ được. Bây giờ chêm vào để nó đỡ khỏi lực các bác. Sợ nó lăn rớt xuống đây là toàn á. Ok. Anh Minh tự đỡ người em thôi, em thôi đây. Em không thẳng nóc đây ạ. Rồi, ok đấy. Đúng rồi, cái bên này qua đây tí nữa là được rồi. Ok, chắc chuyến này được rồi các bác. Cây nó không được cưng lắm, đầu to đầu bé. Ok, quá cưng rồi. Xuống luôn anh ơi. Hay quá. Rồi cho các bác xem này. Nâng cây, cây bay trên bầu trời nè các bác. Sát vào tường cho em luôn. Sát vào đây luôn. Từ từ anh ơi nha, em lấy cây kia nha. Rồi ok. Rồi nâng cái đầu mà. Rồi. Xuống đi. Được, cứ xuống anh. Đó. Thằng chiếc tay gàng đi. Dạ. Thằng em lui về sau tí nữa. Để cái xe nâng nó vào, nâng cái sập ra mà. Đấy các bạn, nhân tiện ở đây thì mới xuống công gỗ Lim Xanh. Thì anh em xuống là địa chỉ ở quận 12 Sài Gòn. Các bác đi qua đường Lê Văn Khương, vào cỡ khoảng 1 km từ đường Lê Văn Khương vào nữa là xong. Nếu như mà các bác đang quan tâm tới dòng gỗ nguyên khối làm sập chiếu ngựa này, sofa này, hay là bàn ăn, nội thất nguyên khối ở trong nhà bất kỳ, các bác cứ liên hệ tới anh em là anh em sẽ gia công theo yêu cầu, theo không gian của các bác. Và một điều là em Chiến muốn gửi tới các bác đó là ngay tại trung tâm Sài Gòn này, anh em là mua gỗ theo công từ Nam Phi sang
và hạ bãi ngay tại xưởng của anh em. Ngoài ra anh em sẽ gia công tiếp tục tại xưởng ở đây, máy xẻ ở đây, các bác nhìn thấy chưa, máy xẻ rồi gia công ở đây luôn, các bác nhìn thấy rồi đúng không, đây này, gia công ở đây luôn này, sập chiếu ngựa này đấy. Thế nên là các bác yên tâm là đảm bảo các bác, một là gỗ ngay ở tận gốc từ Nam Phi sang, hai là gia công tại xưởng, máy xẻ tại xưởng, và ba là cái khoảng cách các bác ở Sài Gòn, ở Long An hay các tỉnh miền Tây lân cận Bình Dương, các bác hãy đến trực tiếp xưởng anh em Sơn Dầm Gỗ ở quận 12 Sài Gòn. Các bác sẽ có những cái chế độ ưu đãi với anh em mình ở gần các bác nha. Rất dễ, và em Chiến cùng tất cả anh em Sơn Dầm Gỗ chào đón các bác tới xưởng để cùng giao lưu các bác nha. Ok, cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, gỗ đây. Bây giờ mình sẽ đo cái cây này thử nha các bác nha. Đấy, cây này thì đường kính là 1m08. 1m08, các bác có thể làm bàn hoặc là sofa. Đấy, sập chiếu ngựa đều được. Sập cỡ khoảng, nếu mà như vậy thì bìa đây được khoảng 90. Cây này khá là tròn, được sập chiếu ngựa khoảng 1m8 rồi các bác, 1m8 rồi. Đấy, ví dụ như vậy để các bác xem là anh em còn cây bên kia nữa. Bây giờ là xem cây, nốt cây bên kia đi các bác. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Đây là hai cây mới xuống nữa đây các bác. Đây, bây giờ em Chiến sẽ đo thử ở cây này nhá. Cây này là đường kính 1m. Đường kính 1m. Cây này to hơn. Cây này sẽ đo từ tim là đường kính ở đây là... Đây các bác. Đường kính là 1m36. Nhưng mà nếu mà mình lấy tấm bìa thì tấm bìa ở đây thì cỡ được khoảng 1m05. Sập được 1m05. Không, giác mỏng lắm, cây giác. Giác mỏng. Nhưng mà cắt vuông hai tấm thì được khoảng 1 mét, gọi là bộ sập 2 mét thoải mái. Đúng rồi. Sập 2 mét. Ok chưa các bác? Cây này là dài 8 mét này, cây này dài 7 mét này, cây kia cũng dài 8 mét. Các bác nhìn thấy chưa? Thế là các bác yêu cầu cần sản phẩm gì, đồ gỗ nguyên khối ấy, các bác yên tâm. Kể cả to nhỏ, đây, như cây này này. Cây này các bác nhìn thấy không? Đây này. Cây này là đường kính 1m7. Các bác nhìn nhá. Cây lim đột biến 1m75. 1m75, dài là 4m rưỡi. Thế nên là các bác yên tâm là không phải lo lắng vấn đề là tìm gỗ to nhỏ như thế nào. Các bác chỉ cần có nhu cầu và tin tưởng anh em thôi. Anh em sẽ phục vụ và giúp các bác hoàn thành cái việc tìm ra những cái sản phẩm độc đáo về đồ gỗ nguyên khối. Các bác cứ thoải mái chơi đi các bác nhá. Chờ đón các bác đến xưởng Sơn Sập Gỗ ở quận 12 Sài Gòn.